Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng theo dõi anh em chúng tôi đi đắp một cái bờ cho một cái khu ruộng siêu bè. Đấy. Phía trước trong ngoài nhỏ các bạn đây. Tính ra bề ngang của cái thửa ruộng này nó chỉ tầm 5m, chiều dài khoảng 30m thôi. Đấy. Mùa này là mùa khô không có nước nên là nó không được tươi tốt cho lắm. Đấy. Tranh thủ cái mùa khô này chưa có nước nên là chủ nhà ở đây gọi máy về để tiến hành đắp một cái bờ nho nhỏ để sau này khi mà tới cái vụ có nước thì họ sẽ phay đất ra để cấy lúa. Một cái công việc phải nói là chưa bao giờ dễ dàng đến như thế. Đấy. Đắp một cái bờ trên một khu ruộng siêu nhỏ và một cái bờ siêu bè. Bác chủ nhà đây đang yêu cầu chúng tôi là đắp một cái bờ. Một cái bờ tính từ mặt ruộng lên khoảng tầm 30 phân. Không còn nhiều, chỉ cần 30 phân thôi. Đối với những cái bờ ruộng ngày xưa cấy lúa thì họ cũng chỉ cần đắp độ khoảng bằng tay là được. Nhưng bây giờ tôi thì tiện máy, có máy sẵn ở đây thì đắp luôn một cái bờ cho nó to to ra một chút. Đấy, lúc trước mà đi cấy lúa các bạn nhé, đắp bờ ngăn giữa hai bên thì đắp làm sao đắp bằng tay đấy, mà phải đắp cái bờ mà nhỏ nhất có thể để có thể dâm vào đó thêm một hai hàng lúa. Đấy, một hai hàng lúa mà cả trên một cái khu ruộng rộng thì cũng có cái một cái số lượng gạo đáng kể đấy. Nhưng bây giờ thì cũng không chú trọng lắm đến cái vấn đề là cái lúa, nên là bờ biết người ta đắp to ra để vừa ngăn nước mà vừa có thể đi được. Cái ruộng sẽ được bắt đầu từ cái đầu bờ mương này, trải dài đến phía đằng sau đuôi máy. Đấy, cũng từ cái hàng cây ngang kia, dài đâu đó chừng 30 mét thôi. Với một con 55 thì anh em của tôi làm ở đây thì rơi vào chưa tới nửa tiếng là xong các bạn. Và điều đặc biệt hơn nữa thì ở đây thì do bác chủ nhà làm lung tung, đắp chỗ này sửa chỗ kia nên là nó cũng có nhiều thời gian. Làm ở đây thì ngoài Bắc bọn mình đang làm là như máy này 350.000 một giờ. Đấy. Đối với những cái ruộng mà làm nhiều thì đa phần là tính giờ thôi, không nhận khoán. Một bên thì là cau vua, một bên thì là hoa màu, còn ở giữa này thì làm ruộng. Cái ruộng này thì máy chỉ có đắp bờ thôi. Cái khi mà đến cái vụ sau, tức là hết Tết đấy, thì người ta sẽ đưa máy phay vào, người ta phay đất ra và xả nước vào để tiến hành trồng lúa. Người dân thì quanh đi quẩn lại chỉ có cây lúa và những cây hoa màu thôi. Đấy là cái nguồn gọi là thu nhập chính. Thank you.
cứng các bạn. Chỉ cần bỏ một năm không làm thôi, nó nện chắc lắm. Đấy, đến máy đào đang thấy là rất là chắc đây. Chắc nhưng khi mà xả nước vào thì nó rất là mềm và nhão. Miền Bắc thì nó không được nhiều và diện tích nó không được rộng như ở miền Trung và trong các tỉnh miền Nam. Đấy, chính vì vậy nên là cái phần thu hoạch sản lượng nó cũng không được nhiều. Ngoài trong miền Tây thì đa phần là đi lên liếp, lên luống lắp bờ rất là nhiều, nhưng mà ngoài mình thì đặc biệt là rất là ít có những cái phần lên liếp với đất bờ của những cái ruộng, thì tỷ lệ ruộng nó cũng không nhiều và đặc biệt là đất nó cũng không bị lầy lội. Thank you.
cuối cùng đang được bác lái của chúng ta hoàn thiện. Đấy, tầm này năm sáu quay trở lại đây thì không phải là một khu ruộng cằn cỗi nữa, mà là một mảnh ruộng màu mỡ với những quắm lúa xanh mướt mượt. Năm sau ra đây thì có ăn rau ra đây xin bác chủ kéo cũng cho luôn. Và cháu năm trước cháu làm ở đây, giờ cháu ít rau. Ở đây thì cũng rất là hay các bạn ạ. Khi mà máy mình làm ở một cái ruộng này, người dân quanh đây thì người ta thấy là làm được, làm đẹp, là bắt đầu người ta sẽ gọi làm luôn. Vậy nên nhiều lúc là buổi sáng thì xác định là làm một nhà, nhưng lại cuối cùng là nằm ở đây mấy ngày luôn. Làm cái nghề máy này nhiều lúc nó vậy. Vì người dân người ta cũng biết rằng là khi mà gọi máy ra làm tầm nửa tiếng 30 phút thì hầu như là không có máy nào người ta đi cả. Thế nên khi có máy làm đây tiện thì người ta sẽ thuê và làm luôn, không mất công thuê máy kéo ra kéo vào nhiều lần. Như vậy thì một cái bờ nhỏ nhắn xinh xắn cho một cái khu ruộng siêu nhỏ đã được anh em chúng tôi đắp hoàn thiện. Bây giờ máy của anh em tôi sẽ chuyển sang một cái khu ruộng kế bên để tiến hành làm một công việc khác cho một bác chủ ở đây. Kết thúc và đắp được một cái bờ mini hoàn chỉnh. Video của mình hôm nay cũng xin được phép kết thúc tại đây. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn.